Xin chào mọi người, mình là Nguyên và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái lộ trình cụ thể từng bước mà các bạn có thể tự ôn IELTS ở nhà từ 0 đến mức là 5.5 hoặc là 6 và 6.5. Thì mức điểm đó thì phải tùy thuộc vào cái sự chăm chỉ và cái trình độ của các bạn. Hiện tại thì bây giờ dưới 6.5 thì mình nghĩ là mình có cái phương pháp mà các mình tự học lúc mình ôn thi, và đây là cái cách học thật của mình và tài liệu mình dùng thật. Mọi người có nếu có sự chỉ bảo gì thì có thể comment bên dưới cho mình nhé. Đây là chỉ ý kiến cá nhân nhé. Thứ nhất là mình là không phải là thầy cô gì cả, mình chỉ chia sẻ những cái cách học mà mình học, và nếu như các bạn kiểu cảm thấy chưa tìm được cách học phù hợp có thể tham khảo cái của mình nhé. Vì mình quay màn hình máy tính nên nó hơi hơi để các bạn thông cảm nhé. Thứ nhất đó là mình sẽ share cái màn hình nhé. Rồi đầu tiên mình sẽ phóng cho mình to ra. Okay. Đầu tiên là chúng ta sẽ xác định được cái mục tiêu kiểm của bản thân mình là bao nhiêu. Thì đương nhiên là mình sẽ kiểu muốn cao rồi, ai mà cũng không muốn được tốt 7 chấm, trên 7 chấm, hoặc là có bạn chỉ cần 6.5, có bạn chỉ cần 6 chấm, có bạn 5.5, có bạn 5 năm thôi, để kiểu các bạn có thể ra trường hoặc các thứ thì các bạn ấy theo mục tiêu của mình. Và nhưng để được 7 chấm 7, hơn 7.0 thì các bạn phải trải qua, phải chia cái giai đoạn điểm ra. Ví dụ trong giai đoạn này, trong vòng 3 tháng hay là 6 tháng, mình cần tạo mình là mình chỉ cố gắng lên mức điểm là 5.5 hoặc là 6 chấm hoặc là 6.5 thôi. Sau khi học được 6.5 rồi thì mình học lên tiếp, chứ đừng có tạo áp lực cho bản thân quá. Đúng rồi, bạn muốn 7.0 nhưng các bạn phải trải qua cái giai đoạn 5.5, 6.6.5 nên chia nhỏ ra. Và trong giai đoạn này mình sẽ nói về cái giai đoạn thấp nhất của bản thân mình đã trải qua là từ 0 lên 6 hoặc là 6.5 tùy người nhé. 6.5 mình sẽ ghi đây là từ 0 đến 6.5, cái giai đoạn này là cái giai đoạn thấp nhất mà mình trải qua. Thứ hai đó là các bạn hãy xác định thời gian học cho bản thân. Thời gian học mình thấy rằng tự học là nó cần phải đòi hỏi là mình phải kiểu nghiêm khắc vào bản thân mình nhé, và hãy tạo cho mình một cái lịch học cố định. Tự học thì cũng là mình không thể lúc nào rảnh thì mình học được, kiểu như vậy thì mình sẽ không rảnh lúc nào đâu, thì kiểu mình sẽ dùng điện thoại, mình sẽ tìm cách này cách khác là mình không học đâu. Mình đã trải qua cái cảm giác đó rồi và sau thì mình rút ra được kinh nghiệm, tạo lịch học cố định luôn, nghĩa là khi nào ngày đó mình không học, nghĩa là mình biết bản thân mình đã bỏ cái thời gian đó ra rồi, nghĩa là mình cảm thấy hơi tội lỗi là mình đã bỏ cái lịch học hôm đó, thì mình đã mất kiến thức hôm đó. Bây giờ tạo lịch học thế nào, các bạn giải ngồi lại xem xét ra thời gian rảnh của mình là thời gian nào, thời gian cố định luôn nhá. Ví dụ như là mình đi học và đi làm đi thì mình chỉ rảnh vào buổi tối thôi, từ 10 giờ đến 12 giờ. 12 giờ các bạn, có một số bạn bảo là muộn thế, nhưng thật sự nếu như mình thời gian mình lướt Facebook với lướt TikTok các thứ ấy, thì khoảng 12 giờ mình mới ngủ. Nếu các bạn đấy thì bạn có thể chỉnh chỉnh giờ nhá, khoảng 9 giờ đến 11 giờ gì đó. Hãy dành ít nhất 2 tiếng mỗi ngày để học IELTS. Thì tại vì thời gian đó là cần thiết, nó cần thiết đấy, tại vì IELTS nó là cái bài thi này hơi hơi nhiều kiến thức thì mình phải dành ít nhất là 2 tiếng. Ví dụ như các bạn có thời gian 3 tiếng đi hoặc là 4 tiếng thì các bạn cũng làm như vậy mà các bạn chia 4 ra. Ví dụ mình có 2 tiếng thì mình dành 30 phút học đọc, 30 phút học nghe, 30 phút học viết, 30 phút học nói. Vì sao lại phải chia nhỏ ra 4 kỹ năng học một ngày? Lý do là vì trong giai đoạn này mình đang có giai đoạn điểm thấp và mình lấy nền. Và nếu như mình chỉ học một kỹ năng thôi thì cảm giác nó sẽ bị hụt hụt các kỹ năng còn lại, và cảm giác mình kiểu
mình thấy không thoải mái ấy. Mình thấy học phải 4 kỹ năng một lúc, tại vì mình xác định rằng nhá, học lúc đầu cũng sẽ quên thôi, kiểu học cứ học phải học một trong một thời gian khá là dài, chứ mình không trông đợi là mình học cái này xong là mình nhớ luôn hoàn toàn. Điều đó là kiểu mình là người bình thường ấy, mình nghĩ là mình sẽ không làm như vậy. Và đúng thật là khi học ấy, mình học xong mình cũng biết đến biết cái đó, rồi học dần mình mới nhớ. Nên các bạn hãy trải dài thời gian học ra, một ngày học đều phải điểm qua 4 cái kỹ năng, 4 các kỹ năng điểm qua hết, thì càng ngày mình dần nhớ, mưa dần thấm lâu ấy thì mình mới nhớ được. Tại vì kiến thức khi các bạn hiểu nhá, khi mình càng kỹ năng thấp, mình càng trình thấp thì mình học càng lâu nhớ, khi mình càng kỹ năng cao thì mình học một chút là mình nhớ à. Nên trong giai đoạn này các bạn phải cố gắng sử dụng thời gian cả 4 kỹ năng. Rồi, hai cái đó thì cố định xong, cố định thời gian cho bản thân xong thì mình mới chuyển đến tài liệu. Tài liệu học, cái series này thì mình sẽ chia làm 2 đến 3 video, nên mình sẽ nói sơ sơ trước để bạn thấy trước cái đã nhá. Ví dụ tài liệu thì các bạn hãy nên chọn cho mình cái quyển, một quyển làm quyển sách giáo khoa và quyển sách giáo trình. Các bạn hãy nghĩ đến này nhé, sách giáo khoa nó luôn là cần thiết, nhưng nó sẽ chắc chắn không thể giúp mình được điểm rất rất là cao được, nhưng nó là cái cần thiết, cái cơ bản nhất để cho mình hoàn thiện cái móng, cái nền của 4 kỹ năng và IELTS. Vì vậy quyển sách giáo khoa phải đúng và chính xác nhất có thể. Thì mình sẽ dùng sách nào bao phủ hết toàn bộ kiến thức, bao phủ hết các thứ mình cần biết về thi IELTS, thì mình chọn quyển sách The Official Cambridge Guide to IELTS. Nghĩa là cái quyển này là của cô Pauline, quyển này là người giám làm của mình, luôn tin tưởng sách của Cambridge. Nó gồm 4 kỹ năng và theo mình xem được ở các bạn mình đi học trung tâm hay các thứ, thì mở giáo trình của mấy đứa kia ra, hoặc là thì mình đều thấy được là họ cắt những cái phần ở trong quyển sách này. Quyển sách này gọi là quyển sách giáo khoa học IELTS mà ai cũng đã học qua, dù không biết thì họ vẫn cắt cái giáo trình trung tâm đều cắt các phần ở trong sách này, họ không dùng thẳng sách này, họ chỉ lấy từng phần để tránh học viên biết. Thì mình tham khảo rất rất là nhiều thì mình biết được ngay vì sao lại như vậy. Đây là sách chính gốc chính quy của Cambridge thì nó không có lỗi sai mấy đâu, nó chuẩn, và của là những giám khảo là người ra đề, người ra và viết các quyển sách của Cambridge. Đây, của cô Pauline là người chủ biên chính. Ở trong này thì cũng có 4 kỹ năng. Vậy mình sẽ học sách như thế nào? Thì như mình nói, ở trong này 4 kỹ năng đây, mình sẽ tô nhỏ cái hình của mình. Mình nhớ to chỗ này. Rồi, ở phần mình sẽ đọc phần listening, reading, cùng phần list là có 8 phần. Mỗi phần thì có 3 chủ đề. Các bạn hãy sắp xếp một ngày, các bạn có thể học một chủ đề ở trong một phần này. Vậy 8 phần, 8 phần nhá, nhân 3 lên là sẽ có bao nhiêu nhỉ? 24 đúng không? 8 nhân 3, 24 đúng không? 8 nhân 3, 24 thì là sẽ 24 ngày nhỉ? Các bạn học 24 ngày nhỉ? Một ngày mình học một chủ đề thôi, một ngày mình học một chủ đề. Như vậy thì một ngày học chủ đề một list, một ngày học chủ đề một list. Nên đây là tất cả các dạng bài ở trong phần listening mà các bạn học. Thì vậy trong giai đoạn này mình sẽ không giải đề, mà mình học chia nhỏ từng phần của phần list ra các dạng bài cần có. Ví dụ nha, dạng 2 là để theo một cái cuộc hội thoại. Vì sao lại học cái phần này? Tại vì ở trong trong task 1 của phần listening sẽ có một cái cuộc nói chuyện bằng điện thoại của 2 người. Vậy để nghe được cái cuộc nói chuyện và để cho đáp án đúng thì chúng ta phải học từng phần, học cái cách làm sao, các cái phần gì liên quan đến cái cách nói chuyện, nó sẽ nói như thế nào thì mình sẽ học trước.
Đó, đây là cái tạo kiến thức nền vững chắc cho bản thân mình. Quyển sách này bao phủ toàn bộ các cái phần cần biết, không thiếu phần nào luôn đấy. Ví dụ như nha, đây, nơi chốn và hướng dẫn và các cái chỉ dẫn thì có thể là ở trong phần 2 và phần 3 của phần listening. Chúng ta sẽ có cái biểu, có cái bản đồ chỉ đường đến nơi nào A, B, C, D. Thì cái đó, để làm được cái đó thì mình phải học trước kiến thức câu chỉ đường thì nó nói như thế nào, rồi mình học từng phần nhỏ một. Rồi thứ hai, cái phần reading sẽ có 8 cái chủ đề chính, và 8 chủ đề chính thì sẽ có 3 chủ đề nhỏ ở mỗi chủ đề, cũng là 24 chủ đề. Và listening skills là listening and reading ấy, chủ đề chúng ta sẽ phải học song song với nhau nhé. Một cái này thì mình học một cái này, một cái này, một cái này. Và nhớ nhá, nhớ trong đầu, học không phải một lần cái là mình nhớ luôn đâu. Mình cứ học đi, cứ học hết 24 chủ đề. Sau đó khi nào mình thấy cái chủ đề nào mình chưa nhớ thì mình bắt đầu quay lại học. Thì các bạn luôn thoải mái với bản thân như vậy thôi. Cứ không phải là học một từ là phải nhớ luôn một từ. À, mình không học nhớ. Mình cứ từ từ, khi mình chính thức thì mình sẽ học rất lâu nhớ. Nhưng khi mình đã lên được trình rồi thì mình sẽ học rất là nhanh. Nên các bạn cứ bình tĩnh thoải mái bản thân, học tất cả các dạng nha. Học phải học tất cả, học nền, học sách giáo khoa, cứ tưởng tượng như học sách giáo khoa. Về thứ hai, đó là phần writing thì sẽ có cách học riêng. Về phần writing ấy, thì các bạn sẽ nhớ có hai bài thi, hai cái câu hỏi khác nhau. Thứ nhất đó là task 1, thứ hai là task 2. Về loại 1 đấy thì nó là các biểu đồ, các bảng. Có các cái bảng thì mình phải học học cách miêu tả từng cái bảng riêng. Cái biểu đồ là gì, cái bảng là gì, cái biểu đồ hình cầu là gì, hình tròn là gì, cách so sánh biểu đồ, học tất cả các cái dạng chủ đề. Thì các bạn hãy chọn, chỉ là chọn học thuật nhá, không chọn general đâu, mà các bạn chọn học thuật thôi. Tại vì các bạn ôn thi vào đại học, IELTS có hai loại, đó là học thuật và chung. Thì mình họ chỉ xét về IELTS ở học thuật mới là chuẩn nhá. Học thuật của khi nào mình liên quan đến học, liên quan đến làm, đi làm đến kiến thức, học, đi làm các công ty ở Việt Nam thì họ xét bằng học thuật. Còn ví dụ bạn đi đi sang nước, đi định cư sinh sống ở nước ngoài thì các bạn mới dùng cái tổng quát, thì cái tổng quát đó nó dễ hơn rất nhiều so với học thuật. Còn ví dụ các bạn muốn đi du học thì các bạn vẫn phải học cái học thuật này nhá, chứ không phải là tổng quát đâu. Bài thi tổng quát nó dễ hơn rất nhiều so với là học thuật. Nên thứ hai nhá, thì các bạn xem, các bạn phải học tất cả 6 đến 7 loại của phần 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 1 và phần 2. Các bạn vẫn phải học các cái loại, 6 cái loại chính của phần 2 là các dạng bài, ví dụ loại đồng ý hay không đồng ý, thảo luận hay ý kiến, vấn đề và cách giải quyết. Đó, các bạn phải học các bài như thế này. Thế các bạn học giống như học sách giáo khoa thôi, học các dạng. Trong giai đoạn này mình học các dạng ở trong này. Thứ hai, event speaking thì có phần 3 phần. Phần 1 các bạn học như thế nào? Phần 1 là trả lời câu hỏi về bản thân mình với các chủ đề thì mình nên trả lời như thế nào, cách mà mình trả lời là gì, chiến lược trả lời là gì, thời gian trả lời là như thế nào. Thứ hai đó là cái câu trả lời dài về kể câu chuyện ấy, giống thôi, kể kể chuyện, một bài diễn thuyết kiểu 2 phút. Thì trong thời gian đó mình nói như thế nào, dùng thì gì, cách nói như thế nào, cái chung chung nhất mình cần phải học để tạo nền. Thứ bốn đó là cái thứ ba đó là cái phần phần ba phần cuối cùng. Phần cuối cùng đó là các trả lời các câu hỏi chuyên sâu về các vấn đề xã hội. Vấn đề xã hội là đưa cái quan điểm của mình ra chung chung, ví dụ việc nhân viên, mất thất nghiệp là đang xảy ra hiện nay, theo em nghĩ là vì sao? Đó, thì mình đưa ra quan điểm cá nhân của mình. Thì ở đây thì cô trong sách này đã đưa ra tất cả những cái thứ mà mình cần học, cần biết. Rồi,
Mình trong giai đoạn này mình không làm phần test vội, mình không làm các đề test bây giờ luôn đâu, mà mình sẽ để cái test này ở sau sau khi mình đã học xong rồi ấy. Thì mình bây giờ ở đây thì có file này thì có cả audio để các bạn nghe luôn nhá. Mình đã để audio như này đây, tất cả các cái mình mở lên cho bạn em lần thứ. Giới thiệu em nhạc nhạc giới thiệu rồi. About a birthday party they need to organize. Two. You will hear a woman speaking on the radio about buying presents for people of... Rồi, xong đó thì mình sẽ làm gì? Trong lúc học sách giáo khoa xong thì mình bắt đầu chuyển qua giai đoạn học các cái kiến thức, cái sách bổ trợ, sách chính xác để mình có thể trực tiếp làm cái bài thi IELTS luôn. Thì thứ nhất mình hãy tìm dùng, thứ nhất là các tìm ưu tiên dùng các cái video trước, các video có thể cô giáo giảng bài. Tuy mình tự học nhưng mình vẫn phải tìm các cái nguồn trên mạng của thầy cô giảng miễn phí chứ. Đây, thứ nhất đó là việc của thầy Simon. Thì đây là các video nhá, mình sẽ để link bên dưới cho bạn đào nhá. Đây video. Này, đây là video của thầy Simon về bốn cái, cả bốn kỹ năng luôn. Ví dụ một cái bài speaking nhá. Mình học. Welcome to this first lesson in my... Đây. Khi các bạn không nghe được, các bạn có thể bật phụ đề. Nhưng phụ đề các bạn bật qua YouTube, bật qua nên. Ở đây cũng phụ đề. Đây, thầy giới thiệu tất cả các phần, các dễ này, và thầy đọc rất là dễ hiểu. Đây, speaking nhá, writing nhá. Khi học sách rồi thì mình sẽ chuyển qua học gì? Học thầy cô giảng bài như thế này này để cho mình nắm kiến thức này. Đó, mình học như vậy. Đây là bộ hiếm. Bộ này thật sự nó không miễn phí đâu. We'll start with point one at the top. Nhưng mình có disagree for several reasons. Mình sẽ giúp bạn. Writing that as a sentence. Đây, các cái thầy Simon là một kiểu bậc we'll also thầy look at về cái dạy IELTS này rồi thì mình có thể tin tưởng được nhá. Đủ cả bốn kỹ năng. Các bạn hãy xem qua một cái ít nhất là phải học, bỏ một thời gian để học cái này nhá. Sau khi học sẽ là qua rồi thì bạn học thêm các cái này để hiểu hơn về thi IELTS. Thứ hai nữa, đúng rồi, tiếp theo đó là cái video của IELTS Up. Là IELTS là cái một trang dạy IELTS rất là uy tín về writing. Mình thấy rằng writing ấy, tự học nó khá là khó, các bạn phải xem các video các thầy cô dạy một chút. Đây, dạy nhá, họ dạy từng chi tiết một. Ở đây có phụ đề, tại vì sao? Vì đây là trên YouTube, nó có phụ đề các bạn nghe. Các bạn hãy xem tất cả các cái phần về writing task 1 và task 2 để hiểu hơn. Bài tài liệu này mình rất hay, mình đã học hết tất cả cái cách triển khai của cô ở trong này và thấy rất rất là hiệu quả, nên các bạn có thể hãy học nhé, tất cả các dạng luôn. Vì mình đã có nền ở cuốn sách rồi đúng không? Thì bây giờ mình biết thầy cô đang nói gì thì sẽ học dễ hơn. Học sách trước rồi mới học cái này nhá. Rồi, tiếp theo đó. Tiếp sau đó thì mình video tiếp theo mình sẽ nói rõ hơn về chủ đề speaking nha. Speaking thì mình trong giai đoạn này mình sẽ sử dụng bài mẫu của speaking. Sau khi mình học lý thuyết rồi mình sẽ học bài mẫu. Thì bài mẫu mình sử dụng tài liệu nào đây? Có một tài liệu của Trung Quốc mà mình đã share cho các bạn nhưng các bạn vẫn chưa biết cách học như thế nào. Đây là tài liệu của bên Trung Quốc đưa qua. Thì nó là đây. Nó có bài mẫu để mình học. Một điều các bạn nên biết rằng mình tiếp xúc với những người rất là giỏi 8.0, 8.0 hay 8.5 IELTS, mình không phải được 8.0 đâu, mình bây giờ chỉ 7.5 thôi. Và mình hy vọng mình sẽ thi lại được
Còn bây giờ mình có tiếp xúc với một số người, tại mình học ngành ngôn ngữ Anh mà, mình hỏi kinh nghiệm họ học thì họ đều nói rằng các bài nói họ đều chuẩn bị trước cái bài nói của bản thân mình và có một cách nói riêng của bản thân mình. Vậy thì hiện giờ mình đang mất gốc thì mình có cách nói đâu? Bây giờ thì mình hãy học cách nói của họ, rồi sau đó mình sẽ chỉnh sửa dần dần nhé. Thì các bạn hãy đọc và học thuộc những cái câu trả lời mỗi ngày. Các bạn hãy ghi âm lại cái câu đọc của mình đầu tiên đọc to lên, sau mình ghi âm lại, sau mình nghe lại xem cái giọng mình như thế nào, mình thấy cái chỗ nào sai, nhấn nhá cái nào sai, cái các thứ. Đây, sau đó học xong thì mình mới bắt đầu tự tạo cái cách nói riêng của mình. Nhưng trước hết để tạo được cái nói riêng mình phải bắt chước một chút đã. Đây là phần speaking này. Và cuối cùng phần listening and reading thì mình bây giờ bắt đầu mới chuyển qua giai đoạn làm sách cam. Sách cam bây giờ thì các bạn không phải làm cả toàn bộ đề sách cam mà các bạn chỉ chọn những cái phần nhỏ thôi. Ví dụ mình hôm nay các bạn làm theo thứ tự từ cam 7 đến cam số 16 nhá. Thì các bạn hãy làm theo thứ tự luôn. Hôm nay mình bắt đầu làm, mình làm cam 7. Thì các bạn sẽ thấy rằng có 6 đến 7 cái loại phần reading hoặc listening đúng không? Thì mình chỉ chọn một cái loại nhỏ nhỏ thôi để làm. Ví dụ mình chỉ là chọn lại điền từ vào ô trống. Thì mình thấy ở phần nào trong cam có điền từ vào ô trống thì mình sẽ làm. Đó, điền từ vào ô trống. Đây, thấy cái nào điền từ vào ô trống thì mình chỉ làm cái phần này nhỏ nhỏ thôi. Mình chỉ làm điền từ vào ô trống thôi. Còn các phần khác mình không làm, mình kiểu chọn nhỏ nhỏ ra đấy. Phải đọc như vậy nhá. Mình sẽ không làm hết tầm đọc, mình chỉ làm từ câu số 1 đến câu số 9. Đây, còn cái dạng 10, 13 là mình để hôm sau. Hôm sau mình nếu mà học mình bắt đầu mình học chỗ lựa chọn đoạn tiêu đề của bài thì mình mới làm tiêu đề của bài. Đó, mình chia nhỏ ra bài để mình làm, mình phải thực hành. Rồi đó là cái cách tổng quát nhất để học phần IELTS từ số từ mất gốc đến từ 0 đến 6.5 mà mình đã học. Mình không nói về cái cách kiểu về phát âm trọng âm từ vựng các thứ. Mình thấy nó, mình không học như vậy. Mình thấy nó học, mình thấy chán quá, học kiểu từ vựng các thứ chán thì mình học thẳng cái đề IELTS là như thế nào. Và mình học ngược, mình học từ cái đề ra. Bye bye mọi người, hẹn mọi người gặp những video tiếp theo. Đăng ký kênh của mình nhé, để những video này lan tỏa đến được nhiều người hơn. Và nếu các bạn thấy hữu ích thì có thể like cho mình. Bây giờ mình đang có mong muốn đến để được 1.000 người để có thể like trực tiếp ở trên điện thoại, ở trên YouTube luôn. Hy vọng điều này sẽ là hiện thực. Bye mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.